Em làm xong em không hết hoa gì luôn. Đâu ra hai video đấy. Sao? Một video cắt cánh, một video ghép. Như là hai video vẫn hẳn hoa đó. Thế ra là làm cái video có được không mà. Không được thì chỉ muốn làm cái gì đó. Chiều về một bó bông. Em nói là chiều về là một bó bông. Chị nghe không? Chị em có nói là có đẹp hay không đâu. Có đẹp thì nó đẹp được không? Dạ được. Chị nghe mà. Chị đã bảo là